Đây là dàn tuyển chọn và vô cùng tuyển chọn, full da cá. Bên trong cũng có một ngăn nữa, ngăn này đựng những cái vật dụng mà giấy tờ quan trọng mình sẽ để bên trong. Một bên hông trong ngăn lớn ở bên trong phía trên sẽ có một ngăn dây kéo, khi mình để những giấy tờ, những cái vật dụng quan trọng mình để trong này, rồi mình kéo lại. Chiếc túi này được Kỳ Lân thực hiện từ da bê Togo, từ nhà máy Hết ở Pháp. Tất cả da từ da bê đến da cá và nguyên phụ liệu được Kỳ Lân nhập tại những nhà máy và chuyên cung cấp cho tất cả những công ty chuyên về đồ da thời trang nổi tiếng trên toàn cầu. Ở dưới đế của chiếc túi này sẽ có 5 cái chân đế, 1, 2, 3, 4, 5. 5 chân đế này để chúng ta khi đặt lên trên mặt bàn, mặt phẳng hoặc là những nơi thậm chí gồ ghề thì 5 chân đế này sẽ giữ thăng bằng và giữ được, bảo vệ được cho phần da ở dưới này. Phiên bản này là phiên bản mix giữa da bê và da cá. Và nếu như quý khách muốn là full da bê, Kỳ Lân sẽ thực hiện là full da bê. Hoặc quý khách muốn là full da cá thì giá trị sẽ tăng hơn rất nhiều nữa, thì Kỳ Lân sẽ thực hiện là full da cá. Và có những quý khách chưa quan tâm đến vấn đề về giá trị tiền giữa da bê và da cá, có nhiều vị khách lại thích chỉ là da bê thôi, mà cũng có nhiều vị khách lại thích toàn là da cá full. Ví dụ như chiếc túi này, đây là một chiếc túi clutch từ Kỳ Lân Luxury, logo vương miện bằng vàng nguyên khối AU750 và 3 viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn bên trong vương miện. Cũng như quả logo song ngư này cũng được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750 và 2 viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn. Đây là chiếc túi full da cá, đây là da tuyển chọn và vô cùng tuyển chọn, full da cá. Tương tự đây là mẫu túi Calengot da bê mix với da cá Betogo.